Trọng tài Narudin đang phải cân nhắc rất nhiều. Ngoài quyết định là đó có phải là một tình huống phạm lỗi hay không thì còn là điểm phạm lỗi nữa. Không có gì cả. Luis Antonio. Rất hay. Di Mario. Di Mario. Di Mario đã ngã trong vòng 16m50 nhưng trọng tài Narudin vẫn cho trận đấu tiếp tục. Caio Cesar. Một pha bóng mà những ngoại binh của Đông Á Thanh Hóa đã tìm thấy nhau. Nguyễn Mạnh. Đây là trận đấu có va và chúng ta cũng sẽ sớm được xem lại tình huống đó. Bây giờ những trận đấu vẫn đang tiếp tục. Luis Antonio. Pha truy cản thành công là của Thanh Long. Doãn Ngọc Tân. Rất nhiều những tình huống va đập ở phần sân của Thép Xanh Nam Định ở những phút đã qua. Bóng đã đi hết đường biên. Và phản ứng của trọng tài, không, đó là phản ứng của huấn luyện viên Valiza Popov với trọng tài biên. Và đang kiểm tra tình huống này. Đó là cá tính mà chúng ta thường thấy ở huấn luyện viên Valiza Popov. Cái chân của Văn Khánh đã cố gắng để chọc vào quả bóng nhưng anh chưa chạm bóng. Di Mario luôn cho thấy sự khôn ngoan của một tiền đạo. Anh chiếm được vị trí thuận lợi. Trọng tài Narudin đang phải cân nhắc rất nhiều. Ngoài quyết định là đó có phải là một tình huống phạm lỗi hay không thì còn là điểm phạm lỗi nữa. Không có gì cả. Quyết định cuối cùng đã được trọng tài người Malaysia đưa ra. Rõ ràng là huấn luyện viên Valiza Popov không hài lòng. Trong pha bóng đó thì Di Mario định độc diễn để có thể qua người và tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Nhưng ở ngay bên phía cánh phải thì khi đó Văn Thắng cũng đang ở một vị trí thuận lợi nhưng Di Mario quyết định không truyền. Sẽ là một ngày thi đấu không hề dễ dàng đối với Hoàng Văn Khánh. Dù vào lúc này đã nhận một thẻ vàng trong những pha truy cản của một tiền đạo cũng rất tinh quái như Di Mario. Hồng Duy. Caio Cesar.